ổ dệt may Việt Nam đã đi được hơn nửa chặng đường của kế hoạch năm 2018, đạt 34 tỷ đô la Mỹ với tỷ lệ nội địa hóa một số sản phẩm lên gần 50%. Tuy nhiên, trước cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do doanh nghiệp dệt may vẫn gặp không ít thách thức. Theo đánh giá của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, thì kết quả xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm tiếp tục diễn biến tích cực với các đơn hàng đã có đến cuối năm. Khả năng nội địa hóa nguyên liệu sản xuất đã tăng lên, nhưng nguyên liệu vải và sợi vẫn được nhìn nhận là nút thắt cổ chai hiện nay của ngành dệt may Việt Nam. Việc vẫn phải nhập khẩu khoảng 80% nguyên phụ liệu trong bối cảnh hội nhập đặt ra thách thức lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, bởi đa số doanh nghiệp là gia công xuất khẩu nhỏ và vừa. Đại bộ phận các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam là vừa và nhỏ, thì họ phần lớn họ làm gia công, thì cái tỷ lệ gọi là giá trị gia tăng nó cũng chưa có cao, và chúng tôi đang tìm mọi cách để hỗ trợ những doanh nghiệp vừa và nhỏ để cái giá trị gia tăng nó cao hơn. Còn hiện tại mình làm gia công thì cái giá trị gia tăng nó thấp. Cũng theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, thì nhu cầu thế giới về dệt may từ nay đến cuối năm tăng nhẹ từ 1 đến 2%. Nhưng nếu doanh nghiệp Việt Nam không quyết liệt đổi mới để tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, thì sẽ khó tăng trưởng bền vững. Những thông tin